tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết, sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Chào các bạn, trong video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để tiếp thị và đăng ký một cái tài khoản tiếp thị liên kết. Đó là một trang CiVI. Đây là một trang lợi nhuận rất là cao. Thì để mình đăng nhập cho tài khoản, mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cái cách, những cái thủ thuật để giúp các bạn có thể kiếm tiền bằng cái trang này. Thì cái phần ngôi sao màu trắng và cái màu xanh trên này, đây là một cái gọi là cái chiến dịch đã liên kết. Còn phần màu đỏ dưới này là bạn chưa liên kết. Đây, thì bạn chưa liên kết, bạn click vào. Bình quân nó khoảng hơn 100 sản phẩm. Đó, bạn click vào đăng ký. Rồi, mình giới thiệu bên đây. Cái ngôi nhà trên cùng là gọi là trang chủ. Đó, thì trang chủ là bạn có thể xem những cái khác như đơn hàng hay lượt click chuột. Đó, hoặc là những cái sản phẩm chủ lực đăng lên. Đó, thì mỗi sản phẩm có giá khác nhau. Và phần thứ hai là phần báo cáo nè, doanh thu. Đó, xem tham khảo. Rồi, phần đối tác là từng tất cả các đối tác mà đã cộng tác với CiVI, và CiVI sẽ mời người làm tiếp thị liên kết, làm affiliate để bán sản phẩm. Tất cả các chiến dịch hot và lấy mã. Đây, phần lấy mã này thì bạn có thể đăng ký một chiến dịch nào đó, bạn lấy cái mã. Ví dụ như đăng ký chiến dịch này đi. Rồi, chiến dịch này nó có rất là nhiều sản phẩm, thì bạn sẽ lấy những sản phẩm nào phù hợp. Ví dụ như mình là đàn ông thì bình thường phải bán những cái chuyên xương khớp đi. Đó, mỹ phẩm thì dành cho phụ nữ bán. Đây, có 3 dạng liên. Một liên thứ nhất là để các bạn dán vào cái trang mua hàng của trên landing page. Trang thứ hai là bạn có thể dán vào website hoặc là blog. Trang thứ ba là cái mã nhúng để các bạn có thể dán vào website. Đó, hoặc blog của bạn. Thì mà tạo một cái form đăng ký, bạn có thể dán trên landing page được. Đó. Rồi, cái phần cuối cùng gọi là một cái phần đào tạo người làm affiliate. Thì nó sẽ có những cái bài viết và những cái trang blog hướng dẫn các bạn. Ví dụ như hướng dẫn tạo bài viết trên blog nè, rồi hướng dẫn kiếm tiền bằng cách chia sẻ lên Facebook và đặt cái banner lên website và hướng dẫn chạy quảng cáo. Đó, thì đây là những cái bài viết hướng dẫn. Còn dưới này là những video, nó cũng giống tương tự nội dung trên thôi. Đó, nhưng mà nó khác, cái là viết chữ. Một cái là nó bằng video. Thì trong cái trang web mình cũng làm một cái bài hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách kiếm tiền của này. Thì các bạn có thể vào xem nguyenthan.com sạc CiVI để các bạn xem. Đây, mình sẽ ra một cái bài viết đầu tiên của nó nè. Đây, ví dụ như cái bài này là giới thiệu về CiVI từ A đến Z. Đó, thì bạn kiếm tiền với CiVI từ A đến Z nè. Đó, ví dụ như bạn sẽ nên tham gia vào affiliate để làm gì, thì cái này thì bạn tự tìm hiểu đi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bài viết trên blog. Đây, khi đăng ký là một quản trị blog thì bạn sẽ tạo bài viết như thế nào. Đó, bạn sẽ lấy cái mã nè. Rồi, xong bạn sẽ đăng ký gửi yêu cầu. Đây, ví dụ như mình ra một cái trang chủ.
Đây, ví dụ như bạn lấy một cái mã nào đó, thấy không? Bấm vô lấy mã. Xong, bạn sẽ bấm vô chỗ là đăng ký làm quản trị blog tại đây. Nhưng mà hầu như là bây giờ là nó bỏ cái vấn đề mà làm quản trị blog. Đó, bây giờ nó đây. Trang này coi câu nè. Đó, bạn click vào bất cứ sản phẩm nào, bạn kéo xuống đây, nó sẽ có gửi yêu cầu làm quản trị blog. Thì bạn click vào. Chúc mừng bạn đã tạo một tài khoản blog. Hãy đăng nhập tại đây. Đó. Mã đăng nhập của bạn là này. Thì bạn sẽ copy cái mã này để đăng nhập vào làm quản trị blog. Vào tại đây. Đó. Bạn sẽ bấm vào đây. Mật khẩu. Thì để mật khẩu thì bạn có thể bấm vào để lấy mật khẩu. Thì nó gửi tới email của bạn. Thì bạn sẽ mở cái email ra. Thì quản trị blog là như thế nào? Đây, ví dụ như mình sẽ đây, mình sẽ mở một tab mới. Mình vô cái quản trị blog của mình. Quản trị blog là có nghĩa là các bạn có thể là tạo bài viết, đăng bài viết trên một cái blog. Đó, ví dụ như bài viết mới nè, hay bài đăng, tất cả các bài đăng bạn có thể chỉnh sửa nội dung là thêm gì đó. Đó, đây là những tất cả các bài viết. Đây, mình sẽ xem cái blog chỉ sử dụng như một cái blog của mình. Đây, mình sẽ lấy cái mật khẩu Gmail trước đi. Cho mình mở nhiều trang quá cho nên nhiều khi nó lóc chậm. Đây là một cái trang blog của mình. Đó. Trước là mình chưa có website. Mình sẽ làm cái blog này. Đó, những bài viết hay là gì đó thì này mình chia sẻ lên đây. Hoặc là mình viết bài trên đây. Đó, bây giờ mình đã có website rồi. Nên mình cũng ít khi sử dụng blog tới. Đó, blog chỉ để chia sẻ thôi. Đó, phần chat trực tuyến nè bạn. Đây là những video mình mới tạo sau này. Thì những bài viết trước kia thì nó sẽ là dạng chữ số. Vô đây nó ẵn nhiều rồi, tại mình làm những video thôi. Đây, ví dụ như mình sẽ cho con một cái bài viết. Đây, vô chỉnh sửa đây nè. Đó. Khi mình làm một quản trị blog thì mình có thể chỉnh sửa nội dung bài viết và mình có thể đó còn viết tiêu đề, viết nội dung, chèn hình ảnh. Đó, đây là những cái bài mình đã làm để chia sẻ trên CiVI. Xem gửi mail tới chưa nè. Chẳng chưa hả? Thì khi nó gửi qua bên tin nhắn rồi CiVI các bạn. Các bạn sẽ kéo xuống coi CiVI có không. Chẳng chưa có gửi.
Đây, mình sẽ trở lại. Đó. Đó, mình gửi đó bạn. Thì xin chào, tôi đăng nhập bằng lại này và mật khẩu lại này. Đó, mình sẽ đăng nhập thử được chưa nha. Đây, đăng nhập tại đây. Rồi, mình sẽ đăng nhập. Đấy, mình sẽ lấy cái mật khẩu. Thì bạn làm admin, bạn có thể lấy cái blog này, chỉnh sửa xong, bạn sẽ chia sẻ. Mật khẩu không đúng. Vui lòng đăng nhập quản trị blog. Nhiều khi nó báo lỗi gì bạn. Đó, cho nên mình tự tạo blog riêng. Giờ mình đăng bài lên, mình post. Mình ít khi sử dụng tới cái quản trị blog này. Đó. Thế là mình đã thu được cái đã mở được một cái quản trị blog rồi. Bây giờ ví dụ như quản lý domain nè, bạn có thể thêm những cái domain gọi là tên miền á. Cái trang này chậm quá thôi mình bỏ đi. Quản lý bài viết, tìm kiếm. Đây, trước khi bạn thêm mới domain, vui lòng chỏ domain của bạn về IP này. Đó, nghĩa là bạn mua một cái domain của tên miền thì bạn sẽ chỏ về cái IP này để bạn làm quản trị blog. Quản lý code nè. Thì bạn phải có một cái tên miền. Bạn mới có thể mới cho bạn một cái tài khoản. Thì trong những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà mua tên miền rồi. Đó. Thì bạn có thể vào xem cách để mua tên miền và lấy tên miền đó ghép vào cái này thì bạn sẽ có một cái trang web thật sự. Đó. Thì nó sẽ cho bạn một cái tên miền riêng và ghép với cái blog của nó. Và bạn sẽ tạo, bạn sẽ có được một website giống như này. Đó. Đây là một website tổng hợp. Ví dụ như quy trình đào tạo hay nè. Thì làm sao có được cái website này? Thì trong những video sau mình sẽ chia sẻ bạn cách để các bạn có thể làm được những cái website, cái blog lộng lẫy như thế này. Đó, hoặc là một cái website giống như thế này. Rồi quan, video giới thiệu phần 2 đến đây là kết thúc. Xin chào bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.